Sao em ăn rồi mà em vẫn đói mấy chị? Em ăn rồi em vẫn đói bụng. Sao mà cái bụng em nó kỳ vậy ta? Cái máy rửa mặt á, bây giờ chị chả biết nó đang có màu gì, có màu xanh, có màu tím, có màu cam. Chả biết nó còn màu gì. Nó có 4 5 màu là màu xanh dương, màu hồng, màu cam, màu tím, màu còn chứ? Máy rửa mặt còn chứ em? Cái máy mà rửa mặt mà màu hồng đấy còn. Mà cái không nhớ nó đang còn màu gì thôi, còn chị thì đang dùng màu hồng, chị dùng đấy gần 2 năm rồi. Em mua chồng của em màu xanh dùng rồi. Thế thì mày nhắn đi màu tím. Ơ thế hai vợ chồng mày bị thừa tiền à, neo? Hai vợ chồng ở chung nhà, ngủ chung giường, đụ chung chỗ. Mà tại sao lại phải mua một cái máy rửa mặt khác, màu khác để cho đỡ lẫn? Ơ thế mụn nó có lây qua đường máy rửa mặt không mày? Khách hàng kỳ vậy? Sao lại mặt dùng chung không tốt? Tao chưa hiểu lắm. Tao chưa nghe thấy điều đấy bao giờ. Phải ông kỳ quý vị? Ở đây có ai giải thích không? Em và con Neo Phạm nó bảo là hai vợ chồng cùng rửa chung cái máy rửa mặt không tốt. Sao kỳ vậy? Nó chỉ là silicone thôi mà. Ê, mày để tao phải đi search Google, tao thấy mày tiêu lãng phí là tao không thích đâu nha, Neo nha. Mình sinh con đẻ cái là phải tiết kiệm cho con. Lây mụn chị ạ. À. Mày điêu. Con này mày điêu. Mấy chị trả lời hộ em cái có đúng không? Con này nó đi điêu à? Tao mà phải đi tìm thông tin ở trên mạng là tao mà sai là mày chết với tao ấy nhá. Mấy chị trả lời hộ em cái mà da mặt mụn dùng chung máy rửa mặt là bị lây mụn à? Ô, u là trời. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe cái vụ này. Đẹp xinh như thế này mà không có đẹp xinh như thế này mà không có ai rủ đi bar, đi sàn, đi nhậu, đi nhẹt bà, mày đi về đến nhà phát dồ phát dại. Ok, mày cứ nhắn tin đi rồi mày muốn mua tao vẫn bán. Nhưng mà chị chỉ khuyên là mình đừng có lãng phí nhiều. Đấy, các chị thấy ai như em không? Khách hỏi mua cái máy rửa mặt mà lại còn không bán. Khổ ghê vì thấy chồng của khách bán dùng rồi cái màu xanh. Lần đầu trong đời. Ở đây có chị nào hiểu về cái chuyện là dùng chung máy rửa mặt thì đứa có mụn nó sẽ bị lây cho đứa không mụn không? Trời ơi là trời. Xinh như thế này mà không có ba sàn vũ trường nó buồn ghê vậy, chỉ vì không có người giúp việc. May mà hôm nay có cô nhẽo trông kiến dùm để đi event. Khổ ghê vậy đó. Trời ơi, tại vì chị thấy là cái máy rửa mặt nó có cái mẹ gì đâu mà lây được nhỉ? Để mai tao đi tao Google tao hỏi, mai tao hỏi thằng Spa mà, Spa xịn của chị. Ai ôi. Ôi giời ơi. Đó, tẩy trang lại thấy thấy tẩy trang nhé, đỉnh cao chưa? Nó đánh cái eyeliner này gầy lắm, nó đánh cái eyeliner này dày lắm. Đấy, mặt mụn thấy không? Mặt mụn nó phấn thấy ghê chưa? Nó phủ ghê lắm luôn. Đó. Em nói mấy chị á là trang điểm là phấn nó có chì. Đó. Nên là phải tẩy trang cực kỳ kỹ. Em á có một đợt bị bí lỗ chân lông, mụn đầy trên mặt, mụn cám đầy trên mặt ra. Đó, đừng có giật cái mọi người nhá. Make up mà đi đám cưới ấy, người ta hay dán keo dán mi. Đừng có ngu ngu mà giật cái keo dán mi nha. Mọi người phải cho cái tẩy trang vô. Đó, nó kéo đi này. Đó, thấy không? Nó mềm cái mắt ra. Nó kéo đi. Đó. Nó mềm rồi tao mới bóc ra này. À.
Đấy, thấy chưa? À, hôm nay em đi ăn ở công vỉa hè. Em nghe có ba chị văn phòng rất bức xúc nói chuyện với nhau, thấy tội nghiệp. Thấy cái trò mà đi làm mà bị chèn ép, tội nghiệp thật sự. Mình ngày xưa mình đi làm mình cũng bị chèn ép đó chị. Em đi làm ngày xưa cũng bị chèn ép đấy chứ. Nên mình nghe người ta nói vào cái cô bé ở bên bàn ngồi khóc tấm tức, mình thấy cảm thông dễ sợ luôn mấy chị. Nhiều khi trong cuộc sống ấy mấy chị, mình đôi khi mình ra đời ấy, mình gặp lại những cái hoàn cảnh người ta ngồi gần mình mà người ta đang nức nở khóc với đồng nghiệp của người ta ấy, và uất tức kể về những cái thiệt thòi người ta phải gánh chịu khi làm việc dưới trướng của một ai đó. Cảm thấy nhiều khi vẫn riêng phải là lắng nghe gấp đôi rồi, vì là ai cũng sẽ bênh vực cái cho mình. Đó. Cái tẩy trang này đỉnh cao này, chai này 485.000, bông tẩy trang thì 75.000. Đó, thấy không? Các chị phải tẩy trang nhé, đừng có bao giờ được quyền là gọi là gì ẩu trong chuyện không tẩy trang nhé. Phải cực kỳ chịu khó tẩy trang. Đó. Bà mẹ em làm sao mà đau thế này, lại mẹ em khốn nạn, lại lên cái mụn. Đau thế. Đau thế. Đau quá nhỉ. Nó chưa cùi mụn luôn với bà. Bà mẹ vẫn chưa sạch. Cầm cái máy, cầm cái gương lên nhỏ mới biết là cái mascara lông mày chưa sạch. Đau khổ cuộc đời, mắc cận khổ thế đấy mấy chị. Nên là các chị không cận đấy, các chị đừng có mà cầm điện thoại trong bóng đêm. Em bị cận là do ngày xưa em dùng điện thoại em ngủ, em nằm trong bóng đêm. Thị lực nó giảm ghê lắm nha mấy chị. Đó. Ai da. Ai da. Đó, thấy không? Tẩy trang mắt thật kỹ một dụng mi. Đó.
Ủa, phải cầm cái gương lên mới nhìn rõ là cái da tẩy trang chưa sạch. Ê mấy chị, tẩy trang mà không cầm gương nhòm không thể thấy được là mình tẩy trang chưa sạch. Bà mẹ thiên địa ơi, lau qua sơ sơ thì không thấy gì, tưởng sạch. Cầm cái gương lên soi vào sát đây này mới thấy là chưa sạch. Đó, đấy là một trong những cái để các chị biết nha, là khi mình mà làm cái gì ấy, về ấy là mình phải kỹ. Đó, nên là cái trò mà mình bị lên mụn cũng là do những cái chuyện bí bách lỗ chân lông, tẩy trang không sạch. Tự dưng lòi ra cái mụn không nhân, nặng không được sờ thì rất đau. Đó, cái cồi mụn thấy không, hôm qua nó bị chảy máu bóp không được, hôm nay này ra cái vội vẩy rồi này. Đó, thấy không, thấy không, là do chấm mụn đấy. Chấm mụn nó lên này, chấm cái mụn này này, nó gom cái cùi mụn lại. Đó, 250.000 chai chấm mụn. Đấy, những cái mụn không nhân ấy là phải chấm mụn cho nó gom lại. Rồi đi rửa mặt, dưỡng da. Các chị sẽ ngắm nguyên cái đầm của em. Nhà em đang như một cái chuồng lợn. Trang Nhi hôm nay em có chụp hình với chị xinh lắm. Mày chụp lúc nào ấy Trang Nhi? Mày là con nào sao mày không nói em là nick Trang Nhi? Hả Trang Nhi? Mày là ai đây? Chụp ở đoạn nào đây? Mặc áo màu gì? Đây là cái máy rửa mặt đây này mấy bà. Đó, mặt đang mụn má hơi. Công nhận là dùng cái máy rửa mặt này sướng thật. À, cái sữa rửa mặt này sướng thật. 3 ngày nó khô cồi mụn 330.000 nha. Nó khô cồi mụn nha. Đây là máy rửa mặt này, 590.000. Những cái ngày đi make up về ấy, là phải rửa bằng máy rửa mặt. Bởi vì ấy, cái máy rửa mặt nó mới tẩy sâu được. Ở lối vào dạp phim á, em kiếm chị vì quá đông. Tại vì hôm nay tổ chức ra mắt phim ở trên tầng 6, chứ bình thường tổ chức ra mắt phim ở tầng 1. Xong khách di chuyển lên tầng 6 thì không bao giờ bị móc túi. Tại vì ở tầng 1 nó rất là rộng. Nghệ sĩ đi vô là sẽ có những cái bạn bảo vệ, người ta sẽ dẫn vô thì sẽ không bị chen lấn. Còn hôm nay ở trên tầng 6 nó quá đông nên là nó bị xô đẩy. Hôm nay em có xem phim không? Hôm nay chị dư mấy vé? Máy rửa mặt này cực kỳ sạch này, vùng mũi là phải rửa kỹ này. Đó, vùng chân tóc phải rửa kỹ này, vùng mũi này,
Cái máy rửa mặt nhà chị mấy tháng rồi chưa hết pin? Đúng rồi, cái máy rửa mặt này rửa được ít nhất là 3 tháng. Còn như chị ấy, lúc chị rửa bông rửa mặt, lúc chị rửa máy là chị rửa được 5 tháng. Chị dùng cái máy rửa mặt này là 1 năm 8 tháng rồi em. Chị nào mà hay trang điểm, hay make up và muốn có một làn da săn chắc ấy, nên mua cái máy rửa mặt này. Chờ tí ra làm cho mà xem vì sao nó lại nâng cơ chống chảy xệ. Khi rửa mặt bằng máy rửa mặt nha, đầu máy rửa mặt là bề mặt là silicon, rửa nhẹ nhàng lắm. Máy rửa mặt với bông rửa mặt rửa nhẹ nhàng lắm. Em mới đăng ký đi chạy thể dục thể thao cự ly 10 cây số. Sang tuần em sẽ bắt đầu đi tập thể dục là chạy trên máy chạy bộ để mình duy trì được cái tốc độ hơi thở. Đấy. Mai đi show anh Đào Vĩnh Hưng. Đang bị ê răng. Ê cái chỗ mà ấy ấy. Ê cái chỗ mà cái răng im lăng nó chưa liền lắm. Đây là trắng răng này, 420.000. Đây bột đánh răng trắng răng. Đánh cái này xong là không rồi đánh ngược cái đánh răng. Cực kỳ trắng răng, sạch quá. Nó được từ than hoạt tính mà. Từ bột than hoạt tính như là màu trắng. Được kích thước từ muối. Có muối Himalaya nữa. Đánh răng mọi người đừng thế này nhá. Sai cách. Nó bị mòn cổ chân răng. Đau à. Hả? Sạch bóng. Thấy không? Béo nhở? Béo quá trời béo luôn. Chán thật sự. Thái Phương gọi gì chị em? Oof.
Đó, mặt bây giờ thì không còn mụn, chỉ còn vết thâm thôi. Giờ không còn mụn, chỉ còn vết thâm. Mà mọi người để ý nha, mới hết mụn được 2 ngày nay, còn vết thâm. À quên, có kem đánh răng trẻ con, quên. Kem đánh răng trẻ con nha. Em mà nhớ không lầm, cái này là 175.000. Kem đánh răng trẻ con nha. Cái này, dòng này các chị phải mua, cái này con kiến em mua một lúc mấy chục tuyếp. Có kem đánh răng trẻ con, một lúc em mua mấy chục tuyếp, mà có nhiều chị hỏi quá. Em mới nhập về 100 tuyếp nha. Cái này hàng của Mỹ, các chị mua đánh cho con, thứ nhất là không cay xè nha. Cái thứ hai là trẻ em có vô tình có nuốt thì cũng không vấn đề nha. Cái kem đánh răng này cực kỳ là nổi tiếng. Đó, Crest của cùng với cái hãng mà của người lớn đây. Người lớn tuyếp cũng 175.000, hình như cái tuyếp này 145.000 hay sao ấy. Các chị chụp lại inbox cho em để em báo giá lại, em bị đầu óc lú lẫn. Tuyếp của người lớn là 175.000. Tuyếp của trẻ nhỏ không nhớ là giá bao nhiêu. Quên. Em mới xem chị đi dự ra mắt phim nghề siêu dễ tạo dáng đỉnh hơi đỉnh. Có gì đâu, đứng bình thường mà có gì đâu mà tạo dáng đỉnh hơi đỉnh. Đó, này vết thâm trên mặt nhé, chị cứ nhìn đi. 15 ngày nữa đi, da mặt em sẽ cực kỳ đẹp. Bởi vì lần này em đã đi nặn mụn để lấy cùi mụn dưới da, 2 năm rưỡi mới đi nặn cùi mụn. Nên mặt mấy hôm trước nó mới nát bấy ra đây. Đó. Massage này, vuốt này, đó. Đây là nhũ tương. Cái đây là cặp dưỡng da căng bóng cực kỳ hiệu quả. Em nói với chị là em bán, em không bán chạy theo thị trường đâu. Thị trường các chị có thấy là người ta bán mỹ phẩm, người ta cứ bán, một người bán mỹ phẩm mà bán mấy chục loại kem dưỡng da không? Tại vì người ta không có xài. Người ta chỉ có viết bài PR quảng cáo Molife, nào thì nhau thai này, tinh chất nọ, lọ lọ chai chai, viết Molife, người ta có xài đâu, người ta biết. Các chị mua hàng nhà em và các chị sẽ nhìn thấy em xài hàng ngày. Các chị thấy có những lúc mặt em như cái chậu. Ơ Neo Phạm ơi, mày có bị điên không Neo Phạm? Em có bầu chả lý do gì em không dùng được dưỡng da. Chị đã bảo rồi, phụ nữ mang thai phải sử dụng những dòng mỹ phẩm an toàn. Như cái này là tuyệt đối an toàn. Cái này và kem V7 chị bán là tuyệt đối an toàn. Em đừng đợi đến khi đẻ xong mới dùng mỹ phẩm sai. Chị không bán những dòng mỹ phẩm trôi nổi, càng không bán những dòng dưỡng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc nha. Chị không bán những dòng mỹ phẩm gọi là OEM trên thị trường. Tuyệt đối không bao giờ. Trang có một cái quan điểm rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không bao giờ PR quảng cáo cho những cái dòng mỹ phẩm mà mình không xài nha. Không bao giờ. Mình bán cái gì mình phải bôi lên mặt. Ví dụ như bộ kem trị nám là mẹ chồng với mẹ ruột mình xài nha. Bộ kem trị nám là mẹ chồng với mẹ ruột mình xài nha các bạn. Đấy, mới lấy về thêm cái lọ si đen tóc lăn mắt, mới lấy thêm vì mới hết đây. Em nói với chị này, em xài cái gì là em bán đây. Em xài không biết bao nhiêu chai si đen tóc này đây. Vứt mẹ đâu rồi. Đây là chai lăn mắt si đen tóc hết rồi. Đó. Em nói chung là em thuộc cái tuyếp này, bán cái gì là xài cái đó nha. Và tư vấn kỹ cho mọi người, kể cả bộ V7 này. Bộ V7 này em đã xài 4 năm trước. 4-5 năm trước đã xài bộ này. Sau này cái chai toner nó nhiều, với cả là sau này em dùng sang nhũ tương thấy nó dễ dùng hơn. Là vì cái toner kia nó bị nước nhiều quá. Là mỗi lần em say xỉn về, đây này cái chai nước đây này. Chai toner này, đó. Mỗi lần em đổ ra tay, em đổ con mẹ vào tay hết. Mà bộ này cũng sướng lắm, bộ này dùng cho da khô thì siêu sướng. Đi mùa lạnh, tại sao các chị cứ thấy em đi Hà Nội mùa lạnh? Đấy, em đi Hà Nội mùa lạnh này. Em đi Hà Nội mùa lạnh, em đi vào Đà Lạt mùa lạnh là em cầm bộ này. Các chị không tin cứ search Trang Khàn dùng V7 Đà Lạt. Nó ra bộ này. Vì bộ này dành cho thời tiết hanh khô và những dòng da hanh khô. 1.860.000 nhá. Toner, serum và kem dưỡng. Đã một bộ này mọi người để dùng được hài hòa sẽ là một chai toner, hai chai serum và một hộp kem dưỡng mới hết một bộ. Bộ này dùng cực kỳ lâu. Đó, cứ như là mỗi một người ấy bán hàng là người ta phải xài. Chứ còn những cái người bán mỹ phẩm mà mỗi một ngày á, người ta viết sờ tay tút cho 7 loại mỹ phẩm, người ta bảo cái này tốt lắm, cái kia tốt lắm, chị đừng tin. Đừng bao giờ tin. Tại vì người ta không có xài. Đó. Chẳng có ai mà dùng mỹ phẩm mà dùng
một tháng dùng 7 loại mỹ phẩm, có những người 15 loại mỹ phẩm, điên. Cái da nó phải quen với cái chất liệu rồi, nó sẽ làm từ từ nó tăng sinh tế bào trắng da, nó sẽ làm cho da mờ thâm mờ sạm. Chứ làm gì có ai mà bôi cái này, các chị cứ thử bôi một tháng mà bôi khoảng 5 loại mỹ phẩm khác nhau xem. Bà mẹ nó không như cái cải mã làm con các chị. Đó. Thấy chưa? Đó. Cái dòng si đen tóc này nó còn có một cái nữa, đó là cái mặt nạ vi điểm. Đây này, lâu lâu em cũng phải xài nhé. Lâu lâu em xài cái này này. Khi em rửa mặt xong em dùng 5 miếng này này. Cái này 490.000. Ví dụ chị nào bị nhăn khóe miệng này, chị nào bị nhăn khóe miệng, chị nào bị nhăn chán này, nhăn mắt này, thâm mắt này, đấy, đắp cái này. Cái miếng này đắp thâm mắt. Đấy, nó có hai cái gạch của thâm mắt này. Đây, hai cái miếng này là thâm mắt, cái này nhăn chán này. Hai cái miếng này, hai miếng khóe. Cái này 495.000. Cái này một tuần em chỉ xài một lần thôi, mà mỗi lần em xài em phải nằm lên giường, bởi vì đắp xong phải nằm ngửa này. 495.000 của Silentoc nha. Đó, sữa rửa mặt Silentoc này, trắng da, mờ thâm này. Đó, thấy không? Silentoc nó có 5 món. Đấy, nó có 5 món là cái này. Đó, các chị hiểu này. Không phải tự dưng mà mặt em nó không có nhăn đâu. Đó, không phải tự dưng cái da mặt nó không nhăn. Mặc dù là các chị nhìn cái thời gian đi, nhìn cái giờ rất đi. Em live stream với các chị mấy giờ, mấy giờ? Em live stream xong nhá, em live stream xong với mấy chị xong nhá, là em sẽ lại ngồi chốt đơn, rồi bàn công việc, rồi chốt tiền, chốt bạc với mấy cái người ở bên Mỹ. Đó. Nên là những chị có bầu dùng bộ này là tuyệt đối an toàn, em đảm bảo 100%. Em bán bộ này đến bây giờ là 4 năm rồi. À, 6 năm. Cái kem si đen tóc này em đã bán 6 năm trước với một partner khác, nhập khẩu khác. Đó, em đấy rồi, em khui cho này. Cái này là thâm mắt 680.000. Em đã xài cái này từ khi các chị mới mua về như em này. Bấm lên là chưa lên đâu nha, đừng có hoang mang, phải bấm, đó là nén hơi, đó, bắt đầu lên này, đó. Khi nào thấy nặng tay nó lên, đó. Sau các chị này, lăn vào mắt này, đó. Tại sao mà em lại không bị nhăn ở cái đuôi mắt là do em rất chịu khó cái này nhá các chị. Đêm nào em cũng bôi kem nhăn mắt, em một là mắt xa bằng tay, hai mắt xa bằng cái thanh này này. Đầu của nó là đầu bi tròn, xoay tròn này, các chị thấy không? Người ta không có gì tự nhiên cả đâu mấy bà. Em, cái mặt của em là mới chỉ sửa hai cái răng thôi nha. À, ba cái răng, mày mới im băng một cái là ba cái răng. Mặt em sửa ba cái răng, các chị thấy cái mũi không? Các chị cứ không tin, sợ trang trần người mẫu 2008. Hình ảnh trang trần của 12 năm về trước, cái mũi của em nó bành ra. Các chị biết vì sao mà em không bị bành không? Càng ngày cái mũi càng gọn, nó gom cái đầu mũi không? Và đó là một trong những cái người ta gọi là cách làm cho mũi mặt mình nó phong thủy. Ngày xưa mặt em ngoặc nha. Này, các chị nhìn này, vuốt này, thấy không? Vuốt này. Các chị cứ vùng này, các chị vuốt cho em. Ngày nào các chị vuốt này, vuốt này, vuốt này, vuốt này, vuốt này. Cái ngoạch này, vuốt này, đó. Để cho cái mũi thứ nhất là thẳng, cái thứ hai là gom cái cành mũi vô. Đó. Còn cái cây này này, vãi trưởng.com chưa? Đó, thấy chưa? Chị, cái này ấy, các chị không cần bấm lên là mới ra dưỡng chất. Còn không bấm thì nó sẽ chỉ là một cây lăn. Các chị lăn ở đây này, đó, thấy chưa? Mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ là phải có tác dụng cơ. Thấy không? Đấy, cười này, ơi đấy, nhăn này đó. Cười thì ai cũng nhăn, nhưng mà tôi sợ nhất những người mà mặt tiêm botox ấy, filler mà nó cứng đơ trông như mẹ mày một con tự sáp trông ghê lắm. Ví dụ như em đây là các chị, con người nó phải tự nhiên, nó không thể chống lại được cái sự lão hóa, nó sẽ chỉ là giảm chậm lão hóa và lão hóa ít đi. Thì đấy, mắt thâm đấy, thấy chưa các chị không? Đó, em này đó. Cái chai lăn mắt này á, là 680.000. Các chị thấy ngày nào em cũng thức khuya như thế này mà mắt em có thâm không? Em xài đến cái chai này là bao nhiêu ấy rồi? Bao nhiêu chai rồi? Chứ bây giờ mới xài đâu. Đó, thấy không? Xoa vùng đuôi này. Đấy, để cho cái kem nó gọi là ủi thẳng những cái nếp nhăn. Thì khi cái kem và cái dưỡng chất này này nó thấm vào da, nó sẽ làm ủi thẳng nếp nhăn nhá. Thì nó phải là một quá trình. Đó, xong chưa? Đó, thấy không? Cái cây lăn này khi nào chị nào mà hết cái này rồi đừng vứt đi. Mình để lại cái này để mình làm dụng cụ, các chị hiểu không? Đừng có vứt đi. Mua hàng em thật ra các chị khác á. Đấy, nhà em này. Cái kem này là 455.000, công năng giống cái kem này, nhưng cái kem này phải dùng bằng tay.
Nên chị nào đã mua cái cây này, đã mua cái cây này mà dùng hết rồi thì em khuyên các chị mua cái tuyếp này. Cái tuyếp này là tinh chất dài yến và collagen. Thì các chị sẽ bóp nó lên đây. Đây ví dụ này này. Cái này ấy là em thật sự không ai bán hàng như em đâu. Nhưng mà em thấy nghĩ là này, tiền bạc của ai cũng quan trọng. Ví dụ dùng hết rồi, nó giống như cái cây hết rồi vứt đi của em đây này. Đó, cái cây vứt đi hết rồi, đúng không? Hết rồi, các chị đừng vứt cây đi. Mua cái tuyếp này về 455.000. Đó, thấy không? Thấy không? Các chị bóp lên đây. Đó, cái tuyếp này cực kỳ hiệu quả, 25ml. Cái chai này chỉ có 15ml. Nhớ nha. Cái chai này 15ml mà tận 680.000. Cái tuyếp này 455.000. 455.000 là có giá là 25ml. Tại sao em để em nói với chị là tại sao em không, nếu như người ta bán hàng, người ta sẽ kêu các chị vứt mẹ đi mua hộp mới. Thì có phải là đặt doanh số không? Và ví dụ như cái này có 15ml thôi, các chị dùng một thời gian ngắn là nó hết. Thì có phải các chị vứt mẹ đi mua một tuyếp mới em nhanh giàu không? Hoặc là em kêu các chị là vứt con mẹ đi, em không chỉ cái này. Thì các chị mua cái tuyếp này 455.000 đi. Thì các chị sẽ dùng giống như em. Đấy, bóp vào đây đúng không? Bóp vào đây đúng không? Đây, đây như thế này đúng không? Cái kem này chị nhăn mắt, nhăn trán, nhăn khóe môi. Đó, các chị sẽ dùng cái thanh này. Nói chung là con Nhung nó nghe thì nó chửi chết mẹ em đấy. Đó, đây, ok chưa? Đó. Còn đâu nếu chị nào mà không mua cái này thì các chị sẽ bóp cái kem ra xong thế này này. Các chị phải cực kỳ chăm chỉ. Xoa như thế này thì cái ngón tay mình nó sẽ thay cái đầu y của cái kem. Đó, thấy không? Đó. Các chị này đó. Cái ngón tay vàng này đó. 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 Đó, xong rồi chị vuốt đây này, đây này, đây này. Nói chung là cái gì mình cũng phải chăm chỉ. Thì đó, đây là kem chị nhăn thâm mắt 680.000. Còn đây là kem chị nhăn thâm mắt nâng cơ là 455.000. Đó, mình bán hàng thì bán hàng nhưng mà mình cũng phải chỉ cho mọi người để cho nó kỹ lưỡng, các chị hiểu không? Đấy, còn môi này, đó, mặt nạ ủ môi là 415.000 này. À, ok, thấy chưa? Đó. Ok chưa? Đó. Thôi giờ em đi ngủ đây. Bye bye các chị. À quên, bôi kem cổ. Chưa tắm đâu. Nhưng mà trước khi đi thì tắm rồi. Đó, kem da cổ, thấy không? Mặc vào cổ. Đó, phải bôi kem cổ. Đó. Kem cổ này 495.000. Tắm từ lúc đi xem phim rồi. Nhưng mà đêm là em không tắm. Kem dưỡng cổ chỉ dùng ban đêm thôi. Nếu mà dùng ban ngày thì ngồi trong nhà nằm máy lạnh như mấy bà. Vì nó rất là mướt. Nó sẽ lấp đầy những cái nếp nhăn ở dưới cổ. Nó sẽ lấp đầy những nếp nhăn dưới cổ, xong nó sẽ làm trắng da rồi nó sẽ làm giảm nhăn nha. Thấy chưa? Đó. Kem dưỡng cổ này là 495.000. Đó, đó, thấy chưa? Kem dưỡng cổ 495.000 này, nhìn này, vuốt thế xong đúng không? Động tác. Cái này ấy, là em đi spa, người ta làm thế này cho em và em đã hiểu ra vấn đề. Nó vuốt ràng sau này này, đó, nếu mà nó có dồn nhăn ràng sau á, thì nó cũng sẽ làm, mình cũng sẽ xóa tóc, mình che được. Nói chung là, làm thế này là động tác là ấy, cái cổ nó không nhăn đằng sau đâu, tại vì chúng ta hay cúi lên ngồi xuống này này, là tập thể dục cái gáy rồi. Đó. Ok chưa? Đó, các chị vuốt này này là mặt cũng đỡ chảy xệ này. Nói chung ý là phải chăm chỉ nha mấy chị. Không có ai vừa càng về già càng lão hóa mà nó có thể chống được đâu. Nó chỉ giảm bớt đi thôi. Thì nó giảm chậm hay nhanh là do cái sự chăm chỉ của các chị. Ok chưa? Đó, cái kem nhăn da cổ này này 495.000 nhá. Đó, mua gì mua đi. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.